liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang mang thai và tự sinh con tại nhà gây xôn xao dư luận vừa qua. Mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp thiếu niên 17 tuổi, bạn trai của nữ sinh trên. Vậy với việc khiến bạn gái mang thai khi chưa đủ 13 tuổi thì liệu cha của đứa bé sẽ bị xử lý như thế nào? Liên quan đến vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết ngày 14 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của công an huyện Sơn Động về việc gia đình phát hiện cháu TTMC, sinh năm 2010 trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tự sinh đẻ một bé trai tại nhà vào ngày 11 tháng 2. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngay khi nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an huyện Sơn Động nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Đến ngày 16 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh, sinh năm 2006, trú tại tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bố mẹ nữ sinh trên thường xuyên đi làm ăn xa, ít có thời gian chăm sóc con cái, trong khi thiếu niên đã bỏ học nhiều năm, bố mẹ ly hôn, nên thường xuyên về quê ngoại ở gần nhà nữ sinh chơi. Giữa thiếu niên và nữ sinh được cho là có tình cảm yêu đương khoảng tháng 6 năm 2022, Minh có hành vi quan hệ với cháu TTMC dẫn đến mang thai và sinh con vào ngày 11 tháng 2. Hiện phòng cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối với nông văn Minh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Với việc làm nữ sinh lớp 7 mang thai, nhiều người đặt câu hỏi liệu cha của đứa bé sẽ bị xử lý như thế nào. Liên quan đến vấn đề này, Thạc sĩ Luật sư Hoàng Hương Giang, văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, có thể thấy đây là sự việc khá đáng tiếc và gây bất ngờ cho nhiều người khi gia đình, nhà trường hoàn toàn không phát hiện ra nữ sinh lớp 7 mang thai trong suốt thời gian dài. Về mặt tâm lý, có thể xuất phát từ việc nữ sinh sợ bị mọi người phát hiện xấu hổ nên đã giấu cả người thân bạn bè và không dám chia sẻ cho ai. Tuy nhiên, điều đáng buồn là gia đình nhà trường đã thiếu quan tâm, giám sát để có biện pháp can thiệp kịp thời về tâm lý sức khỏe giới tính cho nữ sinh này. Thời điểm nữ sinh này mang thai cũng rất nguy hiểm khi vẫn tham gia các hoạt động thể chất của nhà trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Tuy nhiên, rất may mắn là hiện nay sức khỏe của nữ sinh và em bé đã tạm thời ổn định. Theo Thạc sĩ luật sư Hoàng Hương Giang, dưới góc độ pháp lý, cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc để làm rõ bố của đứa bé là ai, thời điểm nữ sinh quan hệ là khi nào để có căn cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thông tin phản ánh cho biết nữ sinh sinh năm 2010 nên có thể xác định thời điểm nữ sinh quan hệ khi chưa đủ 13 tuổi. Bởi vậy, mọi hành vi quan hệ với trẻ em chưa đủ 13 tuổi kể cả trong trường hợp tự nguyện hay trái ý muốn đều cấu thành tội theo quy định, tại Điều 142 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định của tội danh này, thì người nào thực hiện hành vi quan hệ với người dưới 13 tuổi hoặc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để quan hệ hoặc thực hiện hành vi quan hệ với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm tù theo quy định tài khoản 1 điều 142 Bộ Luật Hình Sự. Trong trường hợp làm nạn nhân có thai thì mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm tù theo quy định tại khoản 2, điều 142 bộ luật hình sự. Luật sư cũng cho biết theo thông tin điều tra ban đầu thì người thực hiện hành vi quan hệ dẫn đến nạn nhân có thai là nam sinh, sinh năm 2006. Do đó xét về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì nam sinh này đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, điều 142 Bộ luật hình sự với tình tiết làm nạn nhân có thai. Về mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi được quy định tại điều 101 Bộ luật hình sự, cụ thể Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3 phần 4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1 phần 2 mức phạt tù mà điều luật quy định Như vậy với tình tiết người bạn trai mới 17 tuổi thì hình phạt cao nhất dành cho đối tượng này là không quá 3 phần 4 mức hình phạt tù mà điều luật quy định vụ việc trên cũng chính là bài học cho gia đình nhà trường trong việc quan tâm giáo dục về sức khỏe giới tính cho các em học sinh để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra theo đó gia đình cần quan tâm sát sao con em mình để nắm bắt định hướng được tâm sinh lý để có những biện pháp giáo dục cần thiết nhà trường cũng cần thường xuyên giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản đến các em học sinh để các em có thể tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp cụ thể